hé lộ những hình ảnh hiếm hoi của cậu quý tử 2 tuổi nhà Thu Minh. Là người hiện đại, Thu Minh hướng mình tới hình ảnh một bà mẹ hiểu biết, tình cảm và luôn gần gũi với con như một người bạn. Thu Minh xin cậu quý tử đầu lòng cho chồng tay vào cuối tháng 5 2015. Hiện con trai của nữ hoàng nhạc đen và ông xã Otto đã gần 2 tuổi, nhưng gương mặt của bé vẫn chưa một lần lộ diện trước truyền thông và người hâm mộ. Vì muốn con trai có cuộc sống bình yên, nữ ca sĩ Thu Minh kiên quyết không công khai hình ảnh cận mặt. Trên trang cá nhân, Thu Minh chỉ chia sẻ những khoảnh khắc chụp con trai từ phía sau. Hình ảnh con trai Thu Minh nghịch tuyết cùng bố mẹ trong chuyến đi Mỹ vào đầu năm nay. Trong chuyến đi Mỹ vào dịp Tết vừa qua, vì bé Gấu là thành viên nhỏ nhất, được gia đình cưng chiều nên có lúc sinh hư, mè nheo nhõng nhẽo với mẹ. Là người hiện đại, Thu Minh hướng tới hình ảnh một bà mẹ hiểu biết, tình cảm và luôn gần gũi với con như một người bạn. Để có được điều đó, giọng ca gốc Bắc luôn cố gắng hành xử với con trai nhỏ theo cách công bằng nhất, tuyệt đối không áp đặt suy nghĩ của mình lên con trẻ. Yêu thương và bảo bọc, gia đình Thu Minh vẫn giữ hình ảnh bé Gấu với truyền thông một cách triệt để. Cho tới nay, dù đã ở tuổi thứ hai, song chưa từng có một bức hình cận mặt nào của bé được công khai trên báo chí. Đối với sự trách móc nhẹ nhàng từ những khán giả khó tính về cách giữ con của mình, Thu Minh tỏ ra không hờn trách bởi cô hiểu khán giả đang đặt vào gia đình cô sự yêu thương và quan tâm mà thôi. Dù khá bận rộn với công việc nhưng Thu Minh vẫn dành nhiều thời gian chăm sóc con trai. Hai vợ chồng thường xuyên đưa con trai đi du lịch trong và ngoài nước. Bé Gấu hiện vẫn là một trong những nhóc tì nhà sao Việt được săn đón nhiều nhất dù chưa lộ diện hoàn toàn. Phước Thịnh và Á hậu Tú Anh ra mắt hai họ, fan nổi giận dọa giết. Trên trang cá nhân của Á hậu Tú Anh đăng tải hình ảnh chụp Noo Phước Thịnh, Tú Anh cùng dòng trạng thái ra mắt hai họ. Tuy nhiên, ngay dưới dòng trạng thái, một Facebook đã tỏ ra tức giận dọa giết nếu đó là sự thật. Không biết sự thật đến đâu khi Á hậu Tú Anh để dòng trạng thái lên trang cá nhân của mình ra mắt gia đình hai họ. Cùng đó là hai bức hình cả hai đang cười rất rạng rỡ, chụp cùng hai phụ huynh. Tuy nhiên, ngay sau thông báo của Á hậu Tú Anh, các fan hâm mộ vào bình luận và tỏ ra bất ngờ, thậm chí một Facebook còn nổi giận dọa giết nếu đó là sự thật. Facebook Linh tỏ ra giận dữ và nhận được nhiều ủng hộ của các Facebook nữ khác khi viết giết chết chị đó, còn Facebook GB thì khóc nức nở và bình luận ai đó nói cho tôi biết đây không phải là sự thật đi. Facebook Phương thì không tin câu chuyện này là thật, cố gắng lắm nhưng không thể tin đây là sự thật. Trước đó, Noo Phước Thịnh và Á hậu Tú Anh cũng bị bắt gặp tay trong tay, nắm chặt ở hậu trường một chương trình khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Có khá nhiều người xung quanh nhưng cặp đôi vẫn vô cùng thân thiết với nhau, không một chút ngần ngại. Và cũng tại một sự kiện trước đó, cặp đôi cũng từng khiến cho công chúng xôn xao khi liên tục đồng hành, chăm sóc nhau trong rất nhiều sự kiện. Còn nam ca sĩ cũng nhẹ nhàng lau vết son hơi, lem của Á hậu xinh đẹp. Mỗi lần hội ngộ, cả hai luôn quấn quýt bên nhau. Tú Anh từng tiết lộ, Noo là ca sĩ mà cô yêu thích nhất. Cặp đôi có những cử chỉ rất thân mật, tình cảm dành cho nhau. Những hình ảnh từng tứ này khiến công chúng thắc mắc về mối quan hệ của cặp đôi này. Lần đầu tiên Hồ Ngọc Hà công khai tin nhắn riêng tư với bạn trai. Hà Hồ tung tin nhắn của bạn trai vừa gửi cho mình khiến fan không khỏi ngỡ ngàng. Từ sau khi chia tay Cường Đô La và vướng vài lùm xùm về tình cảm, Hà Hồ càng ngày càng kín tiếng trong đời sống riêng tư. Cô nàng rất hiếm khi chia sẻ về một nửa còn lại hiện tại của mình trên báo chí, thậm chí là cũng không hề có động thái gì trên trang cá nhân. Chỉ thỉnh thoảng lắm nữ hoàng giải trí mới đăng vài status thả thính đầy ẩn ý, nhưng cũng không nhắm vào ai. Tuy nhiên mới đây, Hà Hồ vừa tự đăng tải trên trang Instagram cá nhân về mẫu tin nhắn riêng tư giữa cô và bạn trai, khiến fan không khỏi bất ngờ. Nội dung tin nhắn chẳng hề dài dòng, thế nhưng nhìn qua cũng đủ khiến mọi cô gái đồn rần rần và dân FA thì không khỏi ganh tị. Em yêu xinh đẹp nhất trên đời, nhớ em nhiều lắm. Hay câu độc thoại của bạn trai Hà Hồ phần nào chứng minh được tình cảm nồng nàn ngọt ngào mà cả hai người dành cho nhau. Và nữ hoàng giải trí thì chắc hẳn là không khỏi rung rinh xúc động khi đọc tin nhắn nên mới hớn hở khoe fan một cách công khai như thế này. Tuy ít khi chia sẻ chuyện tình cảm nhưng rõ ràng Hà Hồ và bạn trai vẫn đang vô cùng hạnh phúc. Cách đây khá lâu, rộn tin đồn nữ ca sĩ được người yêu cầu hôn lãng mạn trên biển, nhưng người trong cuộc đã thẳng thắn phủ nhận nghi án trên.
Trấn Thành Harry Won nổi đóa, mắng xối xả người đàn ông chọc cười không đúng lúc. Trong khung cảnh thiên nhiên lãng mạn một ngày mùa thu Canada, bỗng nhiên Trấn Thành Harry nổi đóa buông lời xối xả. Hai bạn cái ông nội mày chứ, lạnh muốn chết rồi, lãng mạn cái gì, lãng xẹt lại nhất thì có. Vừa qua, vợ chồng Trấn Thành Harry Won lên đường xuất ngoại sang Canada. Trong chuyến đi này, cặp đôi xình ri tranh thủ thời gian rảnh tham quan, khám phá đất nước con người nơi đây. Từ xứ người, nam danh hài và vợ hào hứng chia sẻ clip vui chơi. MV mới sắp ra mắt, cả nhà vào xem teaser nhé, Trấn Thành hóm hỉnh khoe. Vốn tính hài hước, xình ri khiến người xem cười không dứt khi xem đoạn clip của hai vợ chồng. Trong khung cảnh thiên nhiên lãng mạn một ngày mùa thu Canada, cặp đôi sánh bước tình cảm trong công viên. Bỗng nhiên Trấn Thành Harry nổi đóa, đồng thanh buông lời xối xả. Hai bạn cái ông nội mày chứ, lạnh muốn chết, lãng mạn cái gì, lãng xẹt lãng nhách thì có. Trước lời chào hỏi từ một người đàn ông, chào hai bạn, nhìn hai bạn lãng mạn quá hai bạn ơi. Clip này rất nhanh sau đó nhận được sự quan tâm lớn, hài hước, bá đạo, dễ thương, trời sinh một cặp y như nhau. Lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười hạnh phúc là những lời khen dành cho cặp đôi này. Tuy thế cũng có nhiều người cho rằng cặp đôi xình ri, diễn hơi lố và diễn sâu. Trước thông tin trái chiều, bạn bè chung của Trấn Thành cho hay, đây là clip mọi người tự giận với tinh thần hài hước vui vẻ. Theo đó, trước lời chào hỏi, trêu đùa của người bạn cùng đoàn, Trấn Thành Harry đã cùng nhảy lên khiến ai cũng tưởng họ mắng mỏ người khác thật. Chỉ tội anh Đức, nói có một câu mà bị hai anh chị xả hết vào mặt, một người bạn chung của nhóm cho biết. Trấn Thành Harry Won hiện là cặp đôi hot nhất làng giải trí Việt. Ngoài dấu ấn thành công trên sân khấu, vợ chồng xình ri còn gây chú ý với cuộc sống đời thường vui vẻ và hài hước. Cả hai thường xuyên có sở thích troll thói hư tật xấu của nhau lên mạng xã hội, thay vì giữ hình ảnh chỉnh chu như nhiều vợ chồng khác trong làng giải trí. Không chỉ khiến Harry tẻn tò vì ăn xong không có tiền trả, Trấn Thành còn công khai hình ảnh khóc không thành tiếng khi được bà xã đánh gió xấu phát hơn khi anh bị cảm. Qua thời vàng son cũng chẳng cần đại gia, Việt Trinh vẫn sung túc với tài sản kết xù. Dù không hoạt động nghệ thuật như trước, người đẹp Tây Đô Việt Trinh vẫn sống giàu có bên con trai với gia tài kết xù. Là một trong những mỹ nhân đình đám của màn ảnh Việt thập niên 90, Việt Trinh ghi dấu ấn với nhiều vai diễn trong các bộ phim Người đẹp Tây Đô, Lệnh truy nã, Xương rồng đen. Vốn là người trầm lặng và không thích gây điều tiếng trên các phương tiện truyền thông, ngôi sao điện ảnh một thời chọn cách sống bình yên bên con trai và hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện làng giải trí. Hơn 2 năm trở lại đây, Việt Trinh chính thức trở lại với vai trò đạo diễn phim truyền hình. Các bộ phim của cô như Trở Về, Vợ của chồng tôi nhận được sự quan tâm và yêu thích của khán giả. Mặc dù đã cởi mở với truyền thông hơn trước, nhưng người đẹp vẫn chưa thể mở lòng để nói nhiều hơn về cuộc sống tình cảm hiện tại và chưa có ý định cho con trai ra mắt công chúng. Cô muốn giữ cho con cuộc sống bình lặng, không bị truyền thông xăm soi và chú ý. Việt Trinh và con trai sống tại khu dân cư Lái Thiêu thuộc tỉnh Bình Dương, cách xa thành phố Hồ Chí Minh sôi động. Đoạn đường từ trung tâm Bình Dương về nhà Việt Trinh không quá xa, nhưng địa điểm tọa lạc của ngôi nhà khá vắng vẻ vì xung quanh không sầm uất hay có nhiều người sinh sống. Cơ ngơi của Việt Trinh nổi bật nhất vùng này vì diện tích rộng và không gian được rào bọc tỉ mỉ. Nhìn từ phía ngoài, nơi ở của Việt Trinh giống như một ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy với khoảng không gian rộng rãi. Tuy nhiên, khi bước vào trong, căn nhà của người đẹp Tây Đô không hoành tráng như bên ngoài. Ngôi nhà nằm nhỏ gọn giữa một không gian vườn tược tươi tốt với nhiều loại hoa và cây ăn trái. Phía sau cánh cổng là khoảng sân trước nhà đất rộng. Phía tay phải ngôi nhà là vị trí đẹp nhất được cô chọn lựa để đặt một bức tượng Phật Bà Quan Âm. Việt Trinh cho biết, cô thỉnh bức tượng này về từ chùa Non Nước. Riêng sau khi tham gia bộ phim Duyên Trần Thoát Tục, cô có thói quen trước và sau khi đi làm về đều tới lễ tại tượng Phật này để cầu xin sự bình an và may mắn. Căn nhà của Việt Trinh được xây cất theo phong cách hiện đại, toàn bộ đều có nước sơn màu trắng sạch sẽ và sáng sủa. Phía bên hông căn nhà là chiếc xích đu sắt kiên cố để chiều tối hoặc sáng sớm, hai mẹ con cô có thể vui đùa. Ban ngày, chiếc xích đu được tận dụng để làm chỗ phơi đồ. Trong nhà Việt Trinh còn có một phòng lớn để thờ Phật với rất nhiều bức tượng quý giá. Thậm chí có bức tượng được Việt Trinh thỉnh từ Myanmar, Ấn Độ hoặc Thái Lan. Khuôn viên biệt thự của Việt Trinh khá rộng lớn, xung quanh được bao bọc bởi cây xanh, sân nhà có thể xích đu ngồi hóng mát. Lối đi trong khu vườn mộc mạc gần gũi với thiên nhiên. Ngôi nhà của người đẹp Tây Đô được bao quanh bởi khu vườn rộng rãi trồng nhiều loại rau và cây ăn quả. Các loại rau trong vườn đủ cung cấp cho cả gia đình cô.
Hiếm khi Việt Trinh khoe gia tài dù cô sở hữu khối bất động sản lớn. Ngoài căn nhà vườn ở Bình Dương, có thông tin cho rằng cô còn là chủ nhân của một căn hộ ở Sài Gòn Pier, thành phố Hồ Chí Minh. Việt Trinh chọn dòng xe Mercedes để di chuyển. Đạo diễn Lê Hoàng từng tiết lộ, người đẹp Tây Đô là diễn viên đầu tiên đi xe hơi những năm 80. Ngoài những khối tài sản trên, Việt Trinh còn là người đồng sở hữu hãng phim Cinefilm. Cô trở lại với điện ảnh trong vai trò mới là đạo diễn. Việt Trinh sở hữu nhiều bất động sản bạc tỷ, cô cũng là đồng sở hữu hãng phim Cinefilm. Việt Trinh thường xuyên đi lại bằng dòng xe Mercedes, cô cũng là diễn viên sở hữu xe hơi đầu tiên ở Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Trinh sống khá tiết kiệm nên dù giàu có vẫn không thích đội xế hộp như nhiều người.